anh ơi, hôm nay ở Mỹ á, tiểu bang Lộc Sơn á thì nó hơi lạnh mọi người ha, có trời mưa nguyên một đêm qua luôn. Đó thì Lộc sẽ làm một cái món lẩu bò nhúng giấm để ăn nha mọi người. Đó thì Lộc đã chuẩn bị một số nguyên liệu rồi, bây giờ Lộc sẽ làm ha. Ở bên này Lộc không có dừa tươi thì Lộc sẽ xài dừa chai nhé mọi người. Đó. Đây, nguyên liệu là đã chuẩn bị đây mọi người. Ok, đầu tiên mình sẽ cho 1.000 ml nước dừa ta dừa tươi nhé mọi người. Ok, cái chai này của Lộc là chỉ có 400 ml thôi. Thì Lộc chỉ có một chai thôi mọi người ơi. Ok, mình tạm thời xài một chai. Cái nước dừa này là organic, nó không có thêm phụ, không có thêm đường, không có thêm gì hết, nhưng mà nó màu hơi hồng ha. Đó thì Lộc không có đủ nước dừa thì Lộc sẽ cho thêm nước suối vào nhé mọi người. Đó, mình cho ok, 800 ml được rồi. Nhà có hai người thôi, ăn ăn vậy đủ rồi ha. Đó, ok, đây. 800 ml nước nha mọi người. Nếu mà ở Việt Nam mình có nước dừa tươi thì là tốt nhất nhé mọi người. Đó, ok. 800 ml nước, nó hơi ít mọi người ơi, chắc Lộc phải cho thêm chút xíu nữa. Mình sẽ cho thêm 200 nữa cho nó đầy 1.000 ml ha. Rồi, ok, 200 ml nước nè. Xong. Tất cả là ở đây là 1.000 ml nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ cho 200 ml là giấm nha. Giấm, giấm chua á. Đó, mình sẽ cho 200 ml giấm nè. Ok. Vâng, ở đây được bao nhiêu rồi? Rồi, ok, 200 ml nước nè, giấm nè mọi người. Đó, 200 ml giấm ha. Rồi, cho vô. Rồi, xong, xong giấm rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh đường. Đó. Cho 2 muỗng canh. Cái muỗng của Lộc hơi bự ha, thì Lộc sẽ làm một cái muỗng thôi. Thì bình thường mọi tùy ha. Cái muỗng của Lộc bự lắm mọi người. Nè, nên Lộc chỉ cho 1 muỗng thôi. Cái này là tùy theo cái muỗng lớn, muỗng nhỏ đó. Ok, tiếp theo mình sẽ cho bột nêm ha. Bột nêm thì bằng một nửa đường thôi mọi người ạ. Tức là vừa nãy Lộc cho 1 muỗng đường thì bây giờ bột nêm thì phân nửa muỗng này thôi ha. Đó, ok. Bột nêm xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng nước mắm nha mọi người. Đó. Một nè. Hai nè. Đó, rồi. Ok. Lộc sẽ quấy đều đi ha. Lộc sẽ cho mọi người ơi, đây là cái hành tím này, hành tím Lộc đập hơi dập vô ha. Hành tím nè. Sả nè. Sả đây ha. Lộc sẽ cho chút xíu gừng mọi người ạ. Ở đây Lộc đập hơi nhiều dầu gừng rồi nhưng mà mình cho chút xíu thôi ha. Rồi, ok. Ở đây Lộc có, mọi người ơi, Lộc có hành tây vừa nãy Lộc chuẩn bị đó. Hành tây và là thơm ha. Đó, mình sẽ cho thơm và hành tây vào. Đây là một củ hành tây nè mọi người. Đó. Rồi. Ok, mình sẽ cho hành tây vô. Lộc chỉ để một chút xíu hành tây lại để chút nữa mình trang trí lên cái đĩa thịt bò của mình thôi. Còn lại mình sẽ cho vô hết ha. Hành tây và thơm. Rồi, sau khi mình đã cho đầy đủ như thế này rồi á thì mình sẽ cho lên nồi lẩu và đun đun sôi lên nha mọi người. Đun sôi lên thì mình sẽ nêm nếm lại một lần nữa coi là cái vị nó đã ngon chưa. Thí dụ còn thiếu cái gì thì mình sẽ cho thêm vô ha. Đó, ok, Lộc sẽ cho thêm mấy cái cọng hành nữa nè mọi người. Hành tươi á. Đó. Đó. Ok, cho vô cho nó thơm ngon ha. Rất là ngon rồi mọi người ơi. Đó, như vậy là Lộc đã xong cái nồi nước dùng gọi là lẩu bò nhúng giấm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đun sôi lên ha. Rồi mình trong lúc đun sôi thì Lộc sẽ chuẩn bị những nguyên liệu khác nữa. Ok mọi người, trong lúc chờ đợi cái nước dùng lẩu á, nó sôi thì Lộc sẽ chuẩn bị nguyên liệu thịt bò và Lộc thử mấy con tôm ha. Con tôm này Lộc đã rã đông rồi nè, bây giờ mình sẽ bóc vỏ nó ra ha.
Ok mọi người, Lộc đã có thịt bò ở đây rồi này mọi người. Thịt bò này Lộc mua ở Castro thì người ta bán một cái túi bự. Thì về Lộc thường chia những cái túi nhỏ như thế này thì vừa đủ một bữa ăn ha. Thịt bò này thì người ta đã cắt sẵn rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình chỉ có lấy ra ăn nữa thôi ha. Thì Lộc đã rã đông rồi. Thì bây giờ Lộc sẽ bày ra đĩa để mình nhúng lẩu ăn ha. Lẩu bò nhúng giấm ha. Thì cái miếng này nó hơi bự đó mọi người. Đó, Lộc sẽ lên nó ra này. Đây mọi người. Thì người ta cắt từng cái miếng người ta cắt rất là mỏng luôn mọi người. Nhưng mà cái miếng nó hơi bự ha. Đó. Đó, người ta cắt như thế này nè mọi người. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ xếp ra cho nó đẹp đẹp chút xíu ha. Chắc mình sẽ để nguyên cái bự như thế này luôn quá. Hoặc là mình cắt đôi ra ha. Thôi mình để nguyên bự như thế này đi mọi người ha. Đó, ngoài thịt bò ra thì Lộc có thêm một chút xíu một vài con tôm nữa mọi người. Chưa bao giờ Lộc ăn nhộn lẩu bò nhúng giấm có tôm nhưng mà hôm nay Lộc sẽ thử coi nó như thế nào ha. Coi tôm nhúng giấm nó có hợp không ha mọi người ha. Để coi nó như thế nào nè. Tôm thì Lộc đã bóc vỏ sẵn rồi mọi người ha. Tôm này mình mua thì nó không có đầu đâu mọi người. Nó có vỏ nhưng không có đầu. Cái vỏ thì Lộc bóc đi rồi. Rồi, ok. Bây giờ Lộc sẽ bỏ chút xíu hành tây nè. Để mình trang trí chút xíu ha. Mình cho chút xíu hành tây lên trên để mình trang trí thôi mọi người. Đó, kể ra cũng nhưng mà bỏ bớt đi chút xíu thôi. Vài cái thì nó mới đẹp. Nhiều quá cũng không đẹp đâu mọi người. Tham nhiều nhưng mà không có đẹp đâu. Cho một chút xíu cái gừng mà Lộc đã đập dập rồi này. Rồi, ok. Tiếp theo đó thì một chút xíu hành ha. Hành Lộc đã chẻ cái lá đây nè. Ok, sơ sơ vậy thôi mọi người ơi. Rồi, Lộc đã có một cái đĩa thịt bò đây rồi mọi người. Mọi người ơi, ở bên Mỹ Lộc không có mua được bún tươi á. Thì Lộc sẽ xài bún khô này để mình luộc lên. Luộc lên mình tạo thành bánh bún để mình ăn ha. Đó, nước luộc bún của Lộc đã sôi rồi nè. Bây giờ Lộc sẽ cho bún vô luộc. Đây mọi người ơi, Lộc vừa nãy Lộc cho bún vô đây rồi nè. Vừa nãy tôi quên tắt cái máy. Ok, bây giờ mình sẽ chờ đợi ha. Mọi người, cái bún của Lộc đã luộc xong rồi. Bây giờ Lộc sẽ bỏ cái nước nó đi ha. Ok, mình sẽ bỏ cái nước đi. Rồi mình sẽ rải lên cái đĩa này. Để mình... đây Lộc sẽ làm cho nó cái nước nó bớt đi một chút ha. Bớt cho nó khô khô á. Rồi mình sẽ cho lên đây này mọi người. Cho lên cái đĩa này thì Lộc sẽ dàn ra. Lộc sẽ xài cái đũa này ha. Lộc sẽ dàn nó đều ra này mọi người. Đó. Mình sẽ dàn nó đều ra để mình làm thành cái bún miếng ha. Rồi. Đây. Sau khi mình đã dàn hết ra đây rồi thì Lộc sẽ lấy cái đũa, Lộc hơi ép ép nó xuống như thế này này mọi người. Để tạo hình cho nó ha. Đó, mình ép sơ sơ thôi, không có cần phải ép kỹ. Tại vì cái bún này chút nữa nó nguội bớt đi một chút xíu thì nó sẽ dính lại với nhau nè. Thì nó sẽ là bánh bún miếng ha. Thì lúc đó mình sẽ lấy kéo mình cắt. Mình muốn hình nó như thế nào thì mình cắt như vậy. Lộc sẽ cắt dài dài cho nó dễ cuốn. Vậy là Lộc có bún đây nè. Ok mọi người, tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị nước chấm ha. Hôm nay mình sẽ chấm với mắm nêm mọi người ạ. Đầu tiên Lộc cho một chút xíu dầu ăn nè. Dầu ăn đã sôi rồi. Cái ớt thì mình sẽ bỏ sau cùng ha. Mình sẽ chiên cho thơm lên. Rồi. Thơm quá trời rồi mọi người. Lộc sẽ bật tiếp cho
sau đó thì là mình sẽ cho thơm vô nhé mọi người. Thật cái thơm quả lộc thì rất là ngọt mọi người ha. Đó, thì mình sẽ cho thơm như thế này thì mình sẽ giảm cái lượng đường hoặc là thậm chí không cho đường nữa, tại vì cái thơm nó đã rất là ngọt rồi đó mọi người. Đó. Khi cho thơm vào thì mình cũng sẽ cho cái mắm nêm vào luôn mọi người ha. Mắm nêm thì sẽ bằng một nửa cái thơm ha mọi người. Mắm nêm đấy thiệt là thí dụ ai ăn không quen thì sẽ là cái mùi nó rất hôi đó, nhưng mà khi mình nấu chung các nguyên liệu thì nó sẽ rất là ngon. Wow. Đó, mắm nêm Lộc đã ra đây rồi nè. Mình sẽ nấu lên, Lộc sẽ bật cái máy hút mùi chút xíu ha, không thì nguyên cái nhà Lộc toàn mùi mắm nêm quá. Ok. Rồi cho mắm nêm rồi mình cũng sẽ cho nước vô nhé mọi người. Nước thì bằng một nửa mắm nêm và thơm thôi mọi người ạ. Đó, Lộc sẽ cho khoảng 2 muỗng này nước đi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đun sôi lên. Ok, cho chút xíu đường nữa. Hồi nãy do cái thơm của Lộc đã rất là ngọt rồi thì Lộc sẽ chỉ cho một muỗng đường thôi. Thì thông thường thì mình sẽ cho 2 muỗng đường nhé mọi người. Ví dụ thơm của mình nó chua chua ngọt ngọt á thì mình sẽ cho 2 muỗng đường. Chờ cho nó sôi lên thì Lộc sẽ nêm nếm lại coi nó đã vừa chưa. Ví dụ nó chua quá, mặn quá, ngọt quá như thế nào thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ngon ha. Chút nữa mình sẽ lấy ra cho nó nguội một chút xíu thì mình sẽ cho ớt và vắt thêm chanh vô nhé mọi người. Mọi người ơi, cái bún của Lộc nó đã nguội và nó sẽ thành cái bánh đây rồi nè mọi người. Đó, bánh dính xít lại với nhau ha, rất là ngon ha. Đó, đây. Rồi, ok, bây giờ Lộc sẽ cắt thành từng miếng để cho mình dễ ăn ha, dễ cuốn gỏi ha. Đây mọi người, một miếng bự luôn nè. Lộc sẽ cắt dài dài như thế này. Đó, cắt từng miếng như thế này cho dễ cuốn gỏi mọi người ạ. Chính vì cái thơm này nó ngọt lắm mọi người, nó ngọt sắc luôn á, nên là Lộc sẽ ép chung với nước với dưa leo, hai trái dưa leo để cho nó bớt ngọt ha. Ngọt quá trời ngọt mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, lại là Lộc đây. Đó, sau khi mà quá trình nấu nướng của mình đã xong thì bây giờ đã có thành quả để mình thưởng thức ha. Mời mọi người ăn tối cùng hai vợ chồng Lộc nha. Này cho biết từ nè. Đó, biết từ đang rất là háo hức. Cái nồi nước dùng này là đã vừa rồi mọi người, rất là ngon. Hôm nay nhà Lộc sẽ ăn lẩu bò nhúng giấm ha. Biết từ chiến thôi. Đó, hơi vướng ha, cái bàn nó hơi nhỏ. Đó, cái miếng thịt bò rất là bự ha. Kể nó luôn, hai miếng luôn. Đó. Miếng thịt bò là mình beef stick á. Là mình nó cắt mỏng mỏng cho mình á. Dạ, tức là mình mua ở Costco cái thịt bò này vốn chỉ nó là thịt bò beef stick, nhưng mà người ta cắt thịt mỏng ra để bán cho mình để mình có thể xào hoặc là ăn lẩu cũng được mọi người ha. Nó cắt mỏng rồi. Wow, miếng rất là bự luôn. Ồ, cái món này là mình quấn mọi người ơi. Victor muốn Mình muốn thử một miếng vậy thôi. Okay. Thịt bò nó ăn gì cũng được đó thầy. Dạ, ăn đi. Tức là ăn không cũng được rồi, hoặc là mình quấn gỏi ăn nhé mọi người. Đúng không? Mọi người ơi, hôm nay Lộc sẽ uống cùng với nước thơm và nước dưa leo ha. Vừa nãy á, vừa nãy Lộc ép á. Thơm nó ngọt quá mọi người, nên là Lộc cho hai trái dưa leo vô nữa, ép để uống chung ha. Khát nước quá mọi người, mời mọi người nha. Nó mềm mà giờ thịt bò Mỹ cái mùi á nó nặng, nó mùi bơ ngon thơm. Wow, nước mát quá mọi người ơi. Mình cho nước cho dưa leo vào nó bớt ngọt đi một chút xíu, rất là ngon. Còn nếu mà uống thơm không á là cực kỳ ngọt mọi người ạ. Nên là Lộc thấy cho thêm nước dưa leo này là hết sảy rồi đó. Ok, bây giờ tới lượt Lộc nè. Mời mọi người nha. Thèm quá.
Wow, cái miếng thịt bò rất là to, siêu dài. Mr. ăn đi, cho Mr. cái miếng này. Wow, mọi người coi cái miếng thịt bò của Lộc nè. Lẽ ra mình cắt nhỏ xuống thêm một chút xíu cũng được á, nhưng mà Lộc muốn đặc biệt chút xíu để bự luôn. Ok, Lộc sẽ ăn thử như thế này ha. Bình thường người ta ăn bò nhúng lông, nhúng giấm thì mình đã ăn qua và ăn biết nhiều rồi, nhưng mà chưa có khi nào Lộc ăn tôm nhúng giấm hết, nên hôm nay Lộc sẽ cho tôm nhúng giấm xem như thế nào ha. Cái con tôm này rất là bự luôn mọi người. Đó, nó phải bự bằng hai ngón tay của Lộc á, bự lắm luôn á. 1 ký dưới hơn 15 con. Cực kỳ to luôn. Mà cái tôm này á mình mua ở Costco nó đã không có đầu, nó có vỏ nhưng không có đầu. Vừa nãy Lộc đã bóc vỏ ra rồi. Wow. Bò này người ta thái rất là mỏng rồi, nên là mình nhúng vô một cái là nó chín liền nha mọi người. Đó, cái nước chấm em mà vừa ngon quá, ngon quá. Mời mọi người ăn với hai vợ chồng Lộc nha. Thèm quá mọi người. Cái thơm thơm mùi mùi giấm rồi là mùi sả rồi là mùi gừng rồi là hành tây các thứ nó trộn hòa trộn với nhau mọi người ơi. Không. Em bỏ mấy con tôm. Mới bỏ một con, mấy tờ ăn con này đi. Rồi em bỏ thêm vô ha. Ăn luôn. Thôi giờ bự chưa? Bự lắm luôn á. Tôm này nó kêu là tôm cọp á, Tiger Shrimp á. Ngon quá mọi người. Rồi, tôm cọp hả? Ngon. Thịt bò quá đã ha. Cái nước dùng em thấy làm sao? Được chứ. Vừa không? Cái chua chua ngọt ngọt mọi người ha. Mình thử. Ngon quá. Mời bạn ăn ha, mình thử con tôm này. Cho ăn thôi. Ngon. Ngon không? Chín chưa? Phải cho thêm chút nữa. Nó hơi bự. Nó hơi bự phải để lâu chút. Mà nó cái thịt ngon. Để cho nó chín ăn cho chắc chắn mọi người ơi. Bây giờ mà đi mà đau bụng mà phải đi bệnh viện á thì mệt á. Wow. Cái từ nè. Mình đang ăn cuốn á. Ăn 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 cuốn. gì no. Ăn này ngon quá không có muốn cuốn nữa mọi người. Để bỏ vào đây để em lấy cho anh cái bánh tráng ha. Phía từ có cuốn không hay là em cuốn cho? Bánh tráng của mình đây thịt mọi cũng người giống như ơi. Tôm hùm vậy. Ngon ha. Bánh tráng Việt Nam nhé mọi người. Đó, vừa nãy Lộc đã cắt bún từng miếng như thế này nè mọi người. Rất là giờ biết được thích ăn bún như thế này nè. Đó, một miếng miếng này thì mình đặt vô để mình quấn thì rất là dễ ha. Mà ngon nữa. Đó, dưa leo Lộc đã cắt mỏng nè. Bỏ vô đây luôn, để em lấy cho. Wow. Cái miếng bánh cuốn này rất là chất lượng luôn ha. Để đó. Wow. Rau salad nữa. Cái bàn của Lộc hơi nhỏ mọi người ha, nên là cái mình không có ngồi ăn bằng ăn ở bên kia. Rồi, cuốn cho biết tờ còn thiếu gì không? Ớt. Ớt xanh đỏ tím vàng cũng được, mà mình cuốn như thế này đi ha. Nó rách mấy tờ ơi. Tại vì cái thịt bò nó còn nóng đó mọi người, nên là cái bánh tráng đó nó bị rách. Nhưng mà cũng ok, thôi ăn nhẹ nhàng thôi. Mời bạn ăn ha. Bữa nay ông chủ chịu mặc áo cộc luôn. Thời tiết ở bên ngoài thì tối qua là mưa nguyên một đêm, nhưng mà ở trong nhà thì ấm áp nha mọi người. Tại mình có cái máy sưởi á, nên là nó không có bị lạnh. Bây giờ tới lượt lọc mèo này. Ăn cái con tôm này đi đã. Nhúng một cái nó nóng. Biết tự ăn tôm chưa? Ngon xuất sắc mọi người. Phải nói là thịt nó ngon thiệt á. Thịt ngọt lắm luôn á.
nó kêu là dai dai lại không? Ừ. Yeah, nó dai, 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 giòn, giòn, dai, dai, dai. Giòn, vừa yeah. giòn vừa dai. Yeah. Tươi á. Rất là ngon luôn. Wow. Tới lực lực quấn này mọi người. Đó. Đánh thôi, kêu mới là đúng, giòn hay là dai? Giòn, vừa giòn vừa dai. Giòn với dai không phải một thứ à? No, no, no. Dai là ăn dai dai, giòn là ăn có tiếng sực 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 á. Vừa giòn vừa dai mọi người ạ. Cái nước 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 nhúng lẩu này của Lộc nó rất là ngon, tại vì mình có thơm nè, đó, cái thơm nó có cái ngọt của cái thơm ha, chua của giấm ha. Rồi có gừng, có sả nữa, nó mùi rất là thơm mọi người ơi. Cực kỳ ngon với tờ ha. Ngon không ông chủ? Cho ý kiến cái coi. Ngon. Lần sau còn muốn ăn nữa không? Rất là ngon, cực kỳ, phải nói là thiệt thơm á, không phải là mình của nhà mà mình khen đâu. Ngon thiệt chứ. Mình sống ở Mỹ á, ai cũng thích Costco. Ừ. Nó cái gì cũng chắc, khỏi cần lo. Ừ. Nó bán thì mình mua. Ừ. Khỏi cần coi giá, tại nó giá là thấp. 99% thấp nhất. Ừ. Rồi nó tươi. Trái cây cái thịt cũng tươi, nó không có quả bỏ một ngày. Ừ. Đồ ăn, thức uống rồi trái cây gì cũng tươi hết. Nó bán số lượng nhiều á, bên mấy cái thịt nó kêu là nó bỏ da chỉ có qua một ngày thì bán hết rồi. Ừ. Cho Victor ăn cái đó, mình sẽ cuốn thêm cái nữa ha. Đó. Ngon lắm mọi người ơi. À, thời tiết lạnh lạnh này á, gia đình mà sum họp mà mình ăn một cái nồi lẩu như thế này thì hết sảy nha mọi người. Đó, đây là một cái lựa chọn gọi là không sai lầm đó. Ấm áp nè, ngon nè, đủ vị ha. Gia đình vừa tà nói chuyện rồi ăn uống vui ha. Năm nay sắp Tết rồi, mười mấy ngày nữa thì tới Tết rồi mà mình không có về được Việt Nam, buồn quá mọi người ơi. Tại vì là bây giờ ở Mỹ á, cái dịch nó còn cao quá nên là chưa có chuyến bay để về mọi người ạ. Lộc rất là muốn về ăn Tết với gia đình ở Việt Nam nữa. Tại vì ở Mỹ thì mình đã ăn Tết Tây rồi, bây giờ mình muốn về Việt Nam ăn Tết ta. Nhưng mà dịch bệnh như thế này thì không còn lựa chọn nữa rồi. Đành chịu ha mọi người ha. Hy vọng là mau hết dịch bệnh để mọi người trở lại công việc bình thường. Thì như nhà Lộc cũng vậy thôi. Một năm nay không có việc làm á, buồn chết luôn á mọi người. À, thịt bò nè. Ai. Cái con virus này đáng ghét thiệt chứ. Lộc hy vọng là sau khi Lộc ăn xong cái nồi lẩu này thì nó cũng tuyệt chủng luôn. Lộc sẽ nhúng con virus vào đây ăn luôn nha mọi người. Nhúng cho nó chết luôn ha. À, biết từ kể cái câu chuyện mà cái bánh á, cái quỷ á, cái quỷ ăn phở ở Việt Nam á. Lần đầu tiên Lộc nghe biết tờ kể luôn á. Biết tờ kể đây Lộc cười muốn chết luôn á. Nhúng như thế này cho nó chết luôn nè. Kể cái cơ, đang ăn. Người cốc khoa ở chợ lớn á thì biết là Việt Nam, miền Bắc có thể biết, miền Nam chắc biết mà. Cái mình Việt Nam cái quẩy á, mình ăn phở, quẩy ăn này á, có cái bánh ha, bánh chiên á. Ừ. Dài dài vậy, hai cái như là kẹp lại với nhau á. Ừ. Quỷ á, bánh quỷ á mọi người, quỷ ăn với lẩu, người có cũng có thể không nghe cái lịch sử của nó là thiệt ha. Ừ. Không biết là mấy ngàn năm trước ở Trung Quốc có mấy cái tham quan á. Ừ. Nó áp hại nhân là áp hại vua á, thì sau này mấy nhân dân ghét hai vợ chồng nó. Ừ. giờ có người chế ra cái bánh. Ừ. Rồi hai vợ chồng kẹp lại, kẹp lại rồi chiên nó chết. Lịch sử là vậy. Mình ăn cái... nấu cái nồi dầu cho nó thiệt sôi. Rồi xong là tưởng tượng là cái bánh á, bánh quẩy đó là hai vợ chồng buộc lại với nhau á, rồi chiên vào cái nồi dầu đó cho nó chết. Lần đầu tiên Lộc nghe Lộc cười muốn chết luôn á mọi người. Đây nó đã chắc bị chết, bị giết, bị bắt và giết chết rồi, mà cũng ghét nó là nó thành quỷ. Ừ. Bởi vì là dầu cha quỷ, dầu là dầu. Ừ. Dầu từ tiếng Trung Quốc cũng là với Việt Nam, tiếng Việt Nam giống nhau, dầu và ông cha. Ừ. Là chiên. Ừ. Dầu cha quỷ, quỷ là ma. Ừ. Quỷ như mình là quỷ, là dầu. Quỷ á, là con quỷ á. Ừ.
dầu chiên quỷ. Dầu chiên quỷ. Tức là chiên vô cái hai con quỷ. Món này những Á Châu có hết là Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Dầu cũng thích, rất thích là ăn quỷ. Dạ. Ăn với phở, ăn với hủ tiếu Nam Ngang. Đúng rồi. Nó chấm vô cái nước cái canh đó rồi ngon á. À. Ngon. Lộc ăn quỷ đó cũng ngon nè, rồi hoặc là quỷ mà người ta làm ngọt á cũng ngon. Trời ơi. Mình nghiện, trời ơi, nói là thèm rồi mọi người ơi. Cái tờ con tôm kìa. Ai được ăn trúng cái miếng nó ớt hiểm cay quá mọi người. Có dịp ở Việt Nam thì có nó nó chiên sạch, mình mua thì nó chiên tại chỗ á thì tươi á, ở Mỹ này không có. Tại đang bán nhiều á. Hai con rồi nó bỏ vô hai con. Một con đây nè. Ăn. Con bớ ha. Tôm cực kỳ ngon mọi người, cái thịt nó rất là dai giòn, ngon, ngọt. Nói thiệt là ăn ăn đồ mua ở Castle là cực kỳ ngon mọi người. Trái cây nho và blackberry á, Lộc mua ở Castle rất là tươi luôn mọi người. Ăn đã. Chắc 3 năm năm nữa có thể Castle cũng tới Việt Nam mở. Nó đi Trung Quốc mở rồi nè. Hàn Quốc, Nhật Bản đâu là có hết. Ai cũng thích rồi, nó tới đâu mở cũng thích. Hy vọng là sẽ có một Castle ở Việt Nam ha mọi người ha. Nếu mà có Castle ở Việt Nam, Lộc thấy là các siêu thị giống như Big C hay là Vinmart hay là Aeon các thứ thì sẽ bị giảm khách rất là nhiều á, tại vì Castle nó cái chất lượng và cái cách phục vụ của người ta thì số 1 mọi người ha. Ở Trung Quốc Thượng Hải nó mở Castle á, chờ nó sắp hàng mấy ngày á, mấy đường á, mấy km á. Dạ. Thời gian sắp đường á nhiều á. Mẹ em quấn thêm cho anh ăn nữa thôi. Chờ vợ quấn thôi mọi người ơi. Không có quấn, không có tự quấn. Việt Nam cũng có giống như Castle gì kêu là Mika Mika là kêu là Aeon á, cũng là nó cũng giống nhau, cũng copy Castle á. Mà Castle là Castle là nổi tiếng nhất thế giới. Nó cũng gần giống thôi, nhưng mà nó cũng không phải đâu, tại vì là Castle là thường là nó bán từng cái túi to giống như bán sỉ đó mọi người. Quấn cho cái tờ ăn hả mọi người? Mấy cái này chắc không có ăn được thôi, chỉ có lấy cái ăn được đó. Cũng ăn được mà đừng nghĩ là chắc là nó ra hết là vô nước rồi. Victor đang hỏi là hành tây rồi sả rồi thơm có ăn được không, chắc chắn là ăn được rồi, nhưng mà sẽ là không có, nó ra chắc hết nước rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai vợ chồng Lộc nha. Nếu mọi người thích video của Lộc thì cho Lộc xin cái like, share và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn. Nhớ ủng hộ trang của vợ ha, bỏ nhiều công sức làm. Cảm ơn. Cảm ơn Peter. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn bye mọi bye người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.